Hello, xin chào các bạn. Tiếng Hàn giao tiếp đang càng ngày càng trở nên quan trọng trong việc đi du học Hàn, cũng như là lợi thế cho các bạn mong muốn có vị trí công việc tại các công ty Hàn Quốc lớn ở Việt Nam. 100 câu giao tiếp cơ bản dưới đây sẽ xây dựng cho các bạn những bước tiến vững chắc đầu tiên trong việc học tiếng Hàn giao tiếp. Các bạn hãy cùng theo dõi video ngày hôm nay với mình nhé. Các bạn có thể nghe và nhắc lại theo mình. 여러분 잘 듣고 따라하세요. Hãy nghe rõ và nhắc lại nhé. 안녕하십니까? 안녕하십니까? 신차오 신차오 안녕하세요 안녕하세요 신차오 신차오 안녕 안녕 신차오 신차오 여보세요 여보세요 알로 알로 한국어 조금 할 수 있어요. 한국어 조금 할 수 있어요. Tôi có thể nói tiếng Hàn một chút. Tôi có thể nói tiếng Hàn một chút. 좋은 아침입니다. 좋은 아침입니다. Chào buổi sáng. Chào buổi sáng. 좋은 저녁입니다. 좋은 저녁입니다. Chào buổi tối. Chào buổi tối. 안녕히 주무십시오. 안녕히 주무십시오. Chúc ngủ ngon. Chúc ngủ ngon. 부탁합니다. 부탁합니다. Làm ơn. Vui lòng. 감사합니다. 감사합니다. Xin cảm ơn. Xin cảm ơn. 죄송합니다. 죄송합니다. Tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi. 안녕히 가세요. 안녕히 가세요. Chúc đi bình an. Chúc đi bình an. 안녕히 계세요. 안녕히 계세요. Chúc ở lại bình an. Chúc ở lại bình an. 어떻게 지내? 어떻게 지내? Chị có khỏe không? Chị có khỏe không? 잘 지냅니다. 감사합니다. 잘 지냅니다. 감사합니다. Tôi khỏe. Cảm ơn chị. Tôi khỏe. Cảm ơn chị. 예, 네, 예, 네, vâng, vâng. 제 이름은 입니다. 제 이름은 입니다. Tên của tôi là, tên của tôi là. 다시 한번 말해 주십시오. 다시 한번 말해 주십시오. Hãy nói lại một lần giúp tôi với. Hãy nói lại một lần giúp tôi với. 베트남어로 할 수 있습니까? 베트남어로 할 수 있습니까? Bạn có thể nói tiếng Việt không? Bạn có thể nói tiếng Việt không? 아니요. 아니요. Không. Không. 실례합니다. 실례합니다. Xin lỗi. Xin lỗi. 천천히 말해 주십시오. 천천히 말해 주십시오. Làm ơn có thể nói chậm lại đi. Làm ơn có thể nói chậm lại đi. 조심하십시오. 조심하십시오. Hãy coi chừng đấy. Hãy coi chừng đấy. 이해가 안 됩니다. 이해가 안 됩니다. Tôi không hiểu. Tôi không hiểu. 화장실이 어디에 있습니까? 화장실이 어디에 있습니까?
Cho tôi hỏi nhà vệ sinh ở đâu vậy? Cho tôi hỏi nhà vệ sinh ở đâu vậy? 의사가 필요합니다. 의사가 필요합니다. Tôi cần một bác sĩ. Tôi cần một bác sĩ. 지갑을 잃었습니다. 지갑을 잃었습니다. Tôi bị mất cái ví rồi. Tôi bị mất cái ví rồi. 제발 지금은 저를 좀 내버려 두세요. 제발 지금은 저를 좀 내버려 두세요. Làm ơn, bây giờ hãy mặc kệ tôi một chút. Làm ơn, bây giờ hãy mặc kệ tôi một chút. 만지지 마십시오. 만지지 마십시오. Đừng có động vào tôi. Đừng có động vào tôi. 경찰을 부르겠습니다. 경찰을 부르겠습니다. Tôi sẽ gọi cảnh sát đấy. Tôi sẽ gọi cảnh sát đấy. 서라 도둑이야. 서라 도둑이야. Dừng lại ngay kẻ trộm. Dừng lại ngay kẻ trộm. 상처를 입었습니다. 상처를 입었습니다. Tôi bị thương rồi. Tôi bị thương rồi. 당신의 전화기를 사용해도 되겠습니까? 당신의 전화기를 사용해도 되겠습니까? Chị có thể cho tôi mượn điện thoại được không? Chị có thể cho tôi mượn điện thoại được không? 당신의 도움이 필요합니다. 당신의 도움이 필요합니다. Tôi đang cần bạn giúp. Tôi đang cần bạn giúp. 응급 상황입니다. 응급 상황입니다. Đây là trường hợp khẩn cấp. Đây là trường hợp khẩn cấp. 길을 잃었습니다. 길을 잃었습니다. Tôi bị lạc đường. Tôi bị lạc đường. 이거 주세요. 이거 주세요. Cho tôi cái này. Cho tôi cái này. 내일 봐요. 내일 봐요. Ngày mai gặp ạ. Ngày mai gặp ạ. 안녕히 계세요. 안녕히 계세요. Chúc ở lại bình an. Chúc ở lại bình an. 안녕히 가세요. 안녕히 가세요. Chúc đi bình an. Chúc đi bình an. 배고파요. 배고파요. Tôi đói. Tôi đói. Mua 먹을까요? Mua 먹을까요? Ăn gì nhỉ? Ăn gì nhỉ? 잘 먹겠습니다. 잘 먹겠습니다. Tôi sẽ ăn rất ngon ạ. Tôi sẽ ăn rất ngon ạ. 잘 먹었습니다. 잘 먹었습니다. Tôi đã ăn rất ngon ạ. Tôi đã ăn rất ngon ạ. 미안해요. 미안해요. Xin lỗi. Xin lỗi. 죄송합니다. 죄송합니다. Xin lỗi. Xin lỗi. 시간 있어? 시간 있어? Có thời gian không? Có thời gian không? 얼마예요? 얼마예요? Bao nhiêu ạ? Bao nhiêu ạ? 당연하죠. 당연하죠. Đương nhiên rồi ạ. Đương nhiên rồi ạ. 대박. 대박. Thật bá đạo. Lợi hại, xuất sắc.
진짜요? 진짜요? thật thế ạ? thật thế ạ? 배불러요. 배불러요. 너뭇 너뭇 뭐해요? 뭐해요? cậu làm gì đấy? cậu làm gì đấy? 뭐 먹어요? 뭐 먹어요? chị ăn gì? chị ăn gì? 뭐 마셔요? 뭐 마셔요? anh uống gì? anh uống gì? 뭐 들어요? 뭐 들어요? bạn nghe gì thế? bạn nghe gì thế? 수고하세요. 수고하세요. xin chào. cố lên nhé. cố lên nhé. 좋아요. 좋아요. tốt. tốt. 안 돼요. 안 돼요. không được. không được. 아직 안 돼요. 아직 안 돼요. chưa được. chưa được. 알겠습니다. 알겠습니다. tôi hiểu rồi. tôi hiểu rồi. 알았어요. 알았어요. tôi biết rồi. tôi biết rồi. 나는 몰라요. 나는 몰라요. tôi không biết. tôi không biết. 저는 시간이 없어요. 저는 시간이 없어요. tôi không có thời gian. tôi không có thời gian. 가자. 가자. đi nào. đi thôi. 가지 마. 가지 마. đừng đi. đừng đi. 사랑해. 사랑해. em yêu anh. anh yêu em. 걱정하지 마. 걱정하지 마. đừng lo lắng. đừng lo lắng. 잘 자. 잘 자. ngủ ngon nhé. ngủ ngon nhé. 괜찮아. 괜찮아. tôi ổn. tôi không sao. ổn mà. 어떡해. 어떡해. làm sao bây giờ? như thế nào đây? chocolate. chocolate. muốn chết hả? muốn chết hả? 행복해. 행복해. hạnh phúc. tôi hạnh phúc. 너 미쳤어? 너 미쳤어? em điên hả? anh điên hả? 뭘 하고 있어요? 뭘 하고 있어요? bạn đang làm gì vậy? bạn đang làm gì vậy? 집은 어디예요? 집은 어디예요? nhà bạn ở đâu? nhà bạn ở đâu? 저는 남자친구 없어요. 저는 남자친구 없어요. tôi không có bạn trai. tôi không có bạn trai. 웃겨 죽겠다. 웃겨 죽겠다. buồn cười chết đi được. buồn cười chết đi được. 주말에 밖에 안 나가요. 주말에 밖에 안 나가요. tôi không đi ra ngoài vào cuối tuần. tôi không đi ra ngoài vào cuối tuần. 올해 스물한 살입니다. 올해 스물한 살입니다. năm nay tôi 21 tuổi. năm nay tôi 21 tuổi. 잘생겼네요. 잘생겼네요. bạn thật đẹp trai. bạn thật đẹp trai. 정말 예쁘네요. 정말 예쁘네요. bạn thật xinh đẹp.
Bạn thật xinh đẹp. 언제 한국 유학을 갑니까? 언제 한국 유학을 갑니까? Khi nào đi du học Hàn Quốc? Khi nào đi du học Hàn Quốc? 오늘 집에서 쉽니다. 오늘 집에서 쉽니다. Hôm nay tôi ở nhà nghỉ ngơi. Hôm nay tôi ở nhà nghỉ ngơi. 내일 약속이 있습니다. 내일 약속이 있습니다. Ngày mai tôi có cuộc hẹn. Ngày mai tôi có cuộc hẹn. 도와주십시오. 도와주십시오. Làm ơn giúp tôi. Làm ơn giúp tôi. 너무 위험해. 너무 위험해. Nguy hiểm quá. Nguy hiểm quá. 이걸 볼 수 있을까요? 이걸 볼 수 있을까요? Tôi có thể xem cái này được không? Tôi có thể xem cái này được không? 이것은 어떻게 쓰나요? 이것은 어떻게 쓰나요? Cái này dùng thế nào ạ? Cái này dùng thế nào ạ? 어서 오세요. 어서 오세요. Mời vào ạ. Mời vào ạ. 초대해 주셔서 감사합니다. 초대해 주셔서 감사합니다. Cảm ơn vì lời mời. Cảm ơn vì lời mời. 왜요? 왜요? Tại sao? Tại sao? 보고 싶어요. 보고 싶어요. Anh nhớ em. Anh nhớ em. 영화 보러 가자. 영화 보러 가자. Mình cùng đi xem phim đi. Mình cùng đi xem phim đi. 무서워요. 무서워요. Sợ quá đi. Sợ quá đi. 재미있네요. 재미있네요. Thú vị quá. Thú vị quá. 한잔 할래요? 한잔 할래요? Làm một chén không? Làm một chén không? Như vậy thì vừa rồi là 100 câu giao tiếp tiếng Hàn cơ bản dành cho những người mới bắt đầu học tiếng Hàn. Các bạn hãy nghe đi nghe lại thật nhiều lần để có thể ghi nhớ nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video ngày hôm nay. Đừng quên nhấn subscribe để có thể theo dõi những video sau và cũng là để ủng hộ mình phát triển kênh nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. 여러분, 감사합니다.